tử. Trời ơi, vậy 80 năm mới gặp lại em thấy vui mừng vậy trời, vậy trời cái gì buồn so vậy, vô quay chuyên một ghế nóng với tôi rồi gặp tôi tưởng nó là mừng lắm chứ. Trước khi tới đây quay chuyên một ghế nóng thì gặp một cái sự cố nó còn nóng hơn ngồi trên cái ghế nóng nữa. Bạn cũ để tôi chia sẻ cho, buồn cái chuyện gì nói đi. Thì cũng tại ba cái mạng xã hội nó làm cho mình buồn thôi, chứ cũng chẳng ai có thể làm cho một người vui tính như Khánh buồn được. Mạng xã hội? Tại vì quá nhiều người dồn dập làm cho mình buồn cùng một lúc, một giây luôn đó, chứ không phải là một phút nữa. Cho nên mình buồn. Tại vì Khánh sáng nay mới vừa chia sẻ một cái ý định là mình sẽ sản xuất ra một chiếc xe với một cái giá trị tiền rất là thấp để phục vụ cho những bà con nghèo hoặc là những người không có điều kiện mua xe hơi. Thì người ta cho rằng đó là một ý tưởng viển vông, không có thể nào thực hiện được. Và nếu như có cho ra đời chiếc xe đó thì chiếc xe đó cũng sẽ không có tốt lắm, bởi vì giá thành nó quá rẻ. Và thế là rất là nhiều người nhào vô phản ứng, và có những người có thể văn tục nữa, cho nên làm cho mình buồn bã và thất vọng. Cũng mới có ý tưởng chứ ta cũng đúng rồi ý tưởng thôi, đưa ra cái ý tưởng thôi thì mình cùng nhau mình bàn luận. Nếu mà cùng chung cái quan điểm của mình thì mình chúc mừng cho người ta, hay là mình góp ý thêm sao cho cái phát minh đó nó hay hơn, nó tốt hơn. Sáng giờ gặp các tường sớm hơn chắc không có buồn bực như bây giờ. Giống như mình vừa đưa ra cái ý tưởng thì mọi người phải khích lệ coi cái ý tưởng nó có tốt hay không, lỡ người ta làm cái ý tưởng nó thành công thì sao. Còn cái này chưa kịp biết cái gì hết là đã nhào vô chửi bới và nói này nói kia, làm cho rất là nhiều người phải buồn phiền, trong đó có Huy Khánh. Người ta sợ Huy Khánh rủi như mà phát minh ra xe đó rồi làm giàu là giàu hơn người ta nữa rồi sao. Đó là người ta mới vùi dập cái ý tưởng của Huy Khánh. Không phải, là Huy Khánh thấy hiện nay ở Việt Nam mình đang có một cái thương hiệu xe hơi vừa mới cho ra đời rất là rầm rộ ở bên nước ngoài, thì Huy Khánh cũng nghĩ ra mình cũng có thể làm được vậy. Đúng. Mình cũng đưa ra ý tưởng. Vậy thì Huy Khánh mới rút ra một cái kết luận là tốt hay xấu gì không cần biết. Anh Hùng bàn phím là cứ thích chửi cái đã. Tường đây bị luôn nè. Bị luôn rồi hả? Đây. Tường bán hàng online trên mạng. Mà Tường nói chuyện rất đàng hoàng, lịch sự, giới thiệu sản phẩm mình, nhiều người vô. Ủa, nghệ sĩ mặt mày sáng láng đẹp đẽ vậy mà cũng đi bán hàng online. Bán hàng online có phải phạm pháp đúng làm rồi, gì đâu. Tôi nói là anh ơi, anh không thích mua, anh không thích coi thì anh đi ra. Kệ đi Khánh. Mình đừng có quan tâm. Cái việc mà nó bậy, cái này là bậy. Nếu mà đã kệ thì đừng có chửi lại người ta. Mình âm thầm mình xóa và mình lóc đi. Hồi xưa tôi làm vậy. Mình chửi mồi cái nhiều người bu vô chửi đó. Vô tình cái người kia lại là gặp những anh hùng bằng phím. Để cho cái anh hùng bằng phím đó hiểu rõ cái việc mà bị những người khác vùi dập cảm giác như thế nào. Tại vì may là mình là một người rất là vững về tinh thần. Nếu như mình là một người yếu đuối mà nhiều người chửi mình, thoái mạ mình, có thể dẫn đến tình trạng là buồn bã, stress, trầm cảm, và dẫn đến những cái chuyện hậu quả xấu, đó là tự kết liễu đời chính mình luôn. Chính xác, mình phải giải tỏa tâm lý. Bây giờ mình chửi lại thì không được, tại vì mình gửi công chúng mình không thể chửi lại được. Nhưng mình phải phân tích cho họ hiểu là họ không được quyền chửi rủa và thỏa mãn người các khác. Các từ dùng từ phân tích, Huy Khánh thấy đó rất là đúng. Bởi vì nếu có những khán giả mà comment những cái lời lẽ không hay, văn tục, thì mình nên phân tích. Tại vì nếu như mình nóng nảy lên, mình lại tiếp tục đôi co với họ, chẳng khác nào tạo cho họ thêm một cái bước đà để họ nói nhiều hơn và nói sai nhiều hơn. Nếu như mà mình im lặng á, thường gọi là hiệu ứng đám đông á. Nếu mà một người nói mà không ai lên tiếng thì mọi người đổ vô nói. Nhưng mà khi mà có một cái nhân vật nào đó, có một gì đó phản biện lại, đáp trả lại một cái, thì tự nhiên cái đám đông đó họ sẽ bị sững lại. Rồi tự mỗi người họ sẽ có một cái giây phút họ chậm lại, rồi họ mới suy nghĩ. Có một cách mạnh hơn, giống như là một liều thuốc mạnh vậy đó. Ghê. Làm cho người ta không có khả năng nói nữa, và mình cũng không nói được nữa. Ghê luôn vậy? Đó, giờ Huy Khánh chỉ cho mọi người. Tức là những cái comment nào mà quá đáng hoặc làm cho mình quá bức xúc, mình chịu hết nổi. Lúc đầu Huy Khánh cũng nóng tính lắm, định comment nặng lời lại đó, nhưng mà mình nghĩ mình là nghệ sĩ, người ta chụp cái màn hình lại, người ta nói này nói nọ thì lại có những chuyện lùm xùm xảy ra. Và mình nghĩ tới chuyện là mình inbox Facebook, mình nói thẳng với người ta đôi co giống như kiểu hai người chờ búa luôn thì cũng không tốt. Người ta cũng chụp màn hình lại đó, cũng chụp màn hình, cho nên quyết định cuối cùng rất là sáng suốt, chặn Facebook của người ta và xóa cái comment đó. Tức là người ta không bao giờ vĩnh viễn được xem Facebook của mình, và cũng không thể comment nữa. Và mình nhẹ lòng, mình cũng không cần phải đôi co hết. Đó là một cái điều rất là dễ làm nhưng mà rất là nhiều người khó làm. Và tôi cũng từng sử dụng cách của anh ấy, và mình cảm thấy ôi mình lơ nó đi, cho nên đừng có bỏ vô đầu chi cho nó mệt. Cho nên Tường cũng khuyên Khánh vậy là vui lên đi. Với lại rằng Tường luôn ủng hộ Huy Khánh. Huy Khánh nghĩ là riêng những chuyện của Huy Khánh với các người thì chắc chắn là còn rất là nhiều chuyện mà hiện nay dân tình cũng đang bình luận và lên án và chỉ trích, và có luồng đúng luồng sai ở trên mạng xã hội hiện nay. Huy Khánh nghĩ bây giờ để cho cái câu chuyện nó được sâu sắc hơn nữa, thì các Tường mời Huy Khánh cũng như quý vị khán giả theo dõi một phóng sự sau đây. Xin mời.
Mỗi ngày người Việt bỏ ra trung bình 2,5 giờ để online Facebook. Chính vì vậy, khi có một thông tin đáng chú ý nổ ra, người ta sẽ ngay lập tức chú ý vào nó, chỉ trích, lên án, kể cả khi nó chưa được chứng thực đi nữa. Người ta sống trên mạng quá nhiều, người ta không có nghĩ tới hành động, hậu quả xảy ra ở thế giới thực nữa. Khi người ta thấy những cái bình luận đó, người ta không có phải chịu trách nhiệm về những lời nói của mình gây ra, thì là người ta không có phải cảm thấy hối lỗi về những việc làm của mình. Họ thì sẽ tìm đến mạng xã hội như là một phương thức giải tỏa, và trong đó có rất nhiều nguồn thông tin mà mình không thể xác minh được. Cho nên là thường thì con người thì phản ứng theo hiệu ứng số đông, cho nên chỉ cần một hai người gì đó suy nghĩ tiêu cực là mọi người sẽ suy nghĩ tiêu cực theo. Đó. Ây, thì nói chung là nếu chúng ta có sử dụng mạng xã hội thì chắc chắn ít nhiều chúng ta sẽ gặp những cái tình huống như vậy. Như Khánh có cái cách nào để ngăn chặn được những anh hùng bàn phím không? Khánh đặt vị trí Khánh đang là những anh hùng bàn phím. Khánh sẽ có cái luồng suy nghĩ là mình cứ thể nói thoải mái, chửi thoải mái, lên án thoải mái, bởi vì những người khác đâu có biết mình là ai đâu. Hình avatar của mình là hình ảo, địa chỉ nhà của mình không có, cho nên là tha hồ mà nói, tha hồ mà chửi, tha hồ mà lên án, tại vì họ cho rằng cái điều mà họ làm là không ai biết được họ là ai, cho nên họ thoải mái có cái quyền làm điều đó. Nhưng mà sai, vậy là sai vẫn có nha. Thể tìm đúng. Được, tại vì khi Khánh đã từng thấy trong giới nghệ sĩ mình, một ca sĩ nổi tiếng bị những cái người kia nói xấu, lên án mà sai sự thật, và anh ta rất là bực tức và đi tìm và truy lùng cho ra bằng được cái địa chỉ của cái người trên Facebook đó, và tới nói chuyện phải quấy và bắt cái anh đó phải xin lỗi. Mạng xã hội cũng là một xã hội, và khi đã là một xã hội thì chúng ta phải có một cái văn minh trong giao tiếp. Đúng, cái từ nói đúng, bởi vì một cái điều gì đó mà mình đưa ra nó luôn luôn có hai cái luồng ý kiến đúng và sai, trái chiều và thuận chiều, thì Huy Khánh rất là nể những anh hùng bàn phím đúng nghĩa, tại vì khi mà họ nói đúng và nói thật thì mình phải nên xem lại những cái điều chính đó xác. Họ có thể họ nói tôi tên họ vậy đó, tôi đang làm ở chức vụ này, công ty này, và tôi cho rằng cái điều mà bạn vừa mới nói trên trang Facebook cá nhân của bạn là sai, không cùng quan điểm với tôi. Đúng. Và anh ta đưa ra những cái dẫn chứng rất đúng về cái khía cạnh của anh ta nghĩ, có thể nó không đúng với cái khía cạnh mình nói ra, nhưng mình cũng có thể coi và tham khảo ý kiến đó, và mình cho rằng những người anh hùng bằng phím đó mới là anh hùng đúng nghĩa. Chính xác luôn. Tường với Khánh đi, dù mình chơi thân cũng đâu phải lúc nào cái quan điểm mình cũng giống nhau. Có thể là Khánh đưa cái quan điểm này nhưng mà tôi bác bỏ cái ý kiến của bạn. Nhưng mà tôi bác bỏ tôi phải có lý do. Tôi thấy là chiếc xe của bạn định làm như vậy là không được. Tại nếu mà bạn ham rẻ quá, bạn bỏ đi cái mức đó thì nó sẽ không an toàn khi này khi kia. Bạn thêm thà mắc xíu nữa, bạn thêm cho tôi cái đó cái kia theo cái nguyên lý gì đó vân vân thì xe bạn tốt hơn. Thì bạn phải lắng nghe tôi chứ, rồi bạn sẽ tìm hiểu. Có thể tôi nói đúng bạn nghe theo, tôi nói không đúng bạn vẫn giữ lập trường của bạn, nhưng chúng ta trao đổi với nhau, nó có một cái văn hóa, một cái văn minh trong cái giao tiếp. Khi các từ nói chữ văn hóa thì Huy Khánh cũng muốn nhấn mạnh tới cái văn hóa khi mà mình lên mạng xã hội, tức là mình ghét cái đối tượng đó ở cái khía cạnh nào thì mình chỉ nên ghét ở cái khía cạnh đó thôi. Mình đừng có ghét luôn cái công việc phụ hoặc cái ngành nghề buôn bán phụ của những người đó, và mình tẩy chay và mình không muốn mua, không muốn sử dụng, không muốn xài, mà mình kêu gọi, mình tập hợp nhiều lại để tẩy chay những cái công việc song song đó của họ đó. Thì Tường thấy cái đó có vẻ là hơi cực đoan. Chứ nếu mà mình tẩy chay hết một cái quá trình của họ hay là những cái gì liên quan đến họ, nó sẽ ảnh hưởng đến những cái đối tượng, đối tác khác chứ không phải chỉ trực tiếp người đó. Để Khánh phân tích thêm, giống như là ý Cát Tường muốn nói là nếu như không thích Cát Tường thì đừng coi các phim Cát Tường, đừng coi Cát Tường diễn kịch nữa. Mà cái phim Cát Tường, những cái món hàng bán online của Cát Tường thì không nên tẩy chay, bởi vì tẩy chay có thể Cát Tường không bán được hàng là chuyện bình thường, nhưng những nhân viên của Cát Tường không còn cơ hội đi làm, và những người mà cung cấp hàng cho Cát Tường cũng mất đi một mối bán hàng lớn đó. Thì nó gây hệ lụy rất là nhiều, và vô tình những cái người mà đang bán hàng hoặc đang giao hàng cho Cát Tường lại là bà con thân thiết của mình thì sao? Nói chung là chúng ta khi mà lên mạng để lên án một điều gì đó hoặc nói một cái điều gì đó thì chúng ta phải nên nói và lên án theo kiểu có văn hóa, không nên văn tục, tại vì văn tục trên đó nhìn vô thì nó cảm thấy nó rất là xấu xí và nó không có tốt. Và nếu mà nói thì chúng ta nên nói theo kiểu mà để cho cái người nghe họ hiểu và họ đi và làm theo cái ý của mình nói, chứ đừng để nói để cho mà người ta bức xúc và người ta tranh luận, người ta cãi nhau, dẫn đến những tình trạng hẹn nhau ra phố đi bộ đánh lộn, đó là cái điều không tốt, đúng không? Thậm chí quay lại cái vấn đề hơn nữa là có những người cũng đã bị thiệt mạng bởi vì những cái lời bàn tán sầm sì trên cảm. Mạng và họ rơi tự xích liễu đời mình luôn. Cái tình trạng là trầm cảm không còn lối thoát nữa, họ nghĩ rằng cả xã hội đã quay lưng lại với họ rồi, cho nên họ tìm đến cái chết. Điều này thật sự rất là nguy hiểm. Bây giờ thì Cát Tường xin mời Huy Khánh cũng như quý vị khán giả chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến của chuyên gia. Xin mời. Khi mà chúng ta chưa có đầy đủ tất cả các thông tin
chúng ta chỉ mới biết mà sơ sơ bên ngoài mà chúng ta lại bị hiệu ứng đám đông để mà chúng ta là những anh hùng bàn phím, chúng ta vô tư thể hiện cái chính kiến của mình mà cái chính kiến đó là chính kiến không thực sự chính xác, thì chắc chắn rằng là nó sẽ để lại một cái hình ảnh rất là xấu đối với lại chính chúng ta. Nếu như sự thật được phơi bày thì rõ ràng là cái hành vi chửi bới của mình, thứ nhất là về ngôn ngữ là nó đã không văn hóa, cái thứ hai là nó phản ánh cái góc nhìn của mình, nó phản ánh cái tầm nhìn của mình rất hạn hẹp. Thì Phật, cái suy nghĩ của Khánh hiện giờ như thế nào về những cái việc là chúng ta trao đổi, chúng ta bàn luận với nhau trên mạng xã hội? Khánh nghĩ rằng những anh hùng bàn phím nên biết đó là một căn bệnh và mình tự chữa bệnh cho mình, thì biết đâu được một ngày nào đó chính mình cũng là nạn nhân và gặp những cái trường hợp khác nhào vô nói xấu lên án mình, và mình có chịu nổi hay không. Trước khi mình làm một cái điều gì đó, mình hãy đặt trường hợp sau này mình là cái nạn nhân như vậy để mình biết được nó đau khổ và nó buồn bã như thế nào mà mình hạn chế. Cứ lên mạng cứ thấy ai nói gì là mình cứ chưa cần biết phân tích đúng hay sai nó là như thế nào, mình chưa kịp suy nghĩ thì mình đã cái nhào vô comment mình phản bác người ta trước cái đã, thì đó đúng là một cái bệnh. Khi chúng ta dừng chậm lại một giây thì chúng ta có thể suy nghĩ ra được những cái hướng khác tốt hơn. Và nếu như thật sự là cái điều đó, cái quan điểm đó nó có trái với cái ý nghĩ của mình, với cái suy nghĩ của mình, thì các bạn cứ việc đưa ra cái quan điểm của mình, nhưng mà hãy chọn những cái lời lẽ sao cho nó hợp, nó gọi là có văn hóa, nó là văn minh ứng xử nơi công cộng. Cảm ơn Huy Khánh một lần nữa khi đã đến và đã cho những cái thông tin cũng như cụm từ mà Tường rất là thích. Hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục phát minh cái chiếc xe của bạn. Không, nếu như bạn sau, thì... sau cái chương trình này Huy Khánh cảm thấy rất là tự tin khi mình tham gia chương trình Ghế Nóng, mình sẽ không phát minh xe nữa, bởi vì cái dự án đó bị người ta lên án, mình buồn, mình không muốn làm nữa. Huy Khánh sẽ phát minh ra một cái phòng khám và chữa bệnh cho những anh hùng bằng ngày hôm nay khi mà mọi người xem sau hôm nay, Huy Khánh đưa lên cái phát minh của mình, chắc chắn những người mà không thích cái điều Huy Khánh vừa mới nói trên trang mạng xã hội của mình, họ cũng không có lên án, họ cũng không chửi đâu, họ nói anh ơi cái này không có thực tế đâu nên làm khác. Chắc chắn Huy Khánh sẽ làm được đó. Tôi sẽ chờ xem sau khi bạn đưa ra cái phòng khám đó thì hiệu ứng của mạng xã hội sẽ đối với bạn như thế nào. Chúc mừng Huy Khánh rất là nhiều, một lần nữa cảm ơn Huy Khánh nha, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương mục ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý vị.